độ tác giả thái lý đó là tên nhân vật của truyện tên một thằng bé khi ấy trong câu chuyện này ở tuổi mười hai nó là con trai duy nhất của má nó thuộc diện con cầu con khẩn má nó cưng lắm cũng là chuyện thường hàng ngày thấy bọn tôi nghịch ngợm khoáy trời chọc nước câu bà thường mắng tụi tôi nên thường đem nó ra làm tiêu biểu. Khi ấy tụi tôi rất ngưỡng mộ chỉ qua lời khen của má nó. Ngày cô sinh nó trời đang mưa gió sụp sùi, bỗng trở nên quang đảng, sấm chớp ầm ầm cũng dứt tiếng. Sinh ra nó không có tiếng khóc, bàn tay bàn chân thon thả, dài và đẹp như tay Phật. Tụi tôi há hốc mồm ngồi nghe, chỉ chờ bà thêm hào quang tỏa rạng tiếng nhạc vang trời là sẽ nghĩ ngay bà đã sinh ra một vị Bồ Tát. Thật ra bà không sai khi chê trách bọn tôi. Khi mà tụi tôi chơi quá đà, quá sức tưởng tượng của người lớn. Bà chuyên bán cá khô. Những tấm vỉ phơi cá gãy trụi vì được tụi tôi trưng dụng làm thang leo. Cứ ba bốn cái chồng lên là một thang, gãy đâu thay đó mái nhà bếp bằng tôn mới lợp, móc méo bằng hết. Thang gãy là tại cái mái nhà hay mái nhà móc là tại thang? Ai mà biết chứ? Vì có ai thấy tận mắt tụi tôi lên mái nhà đánh trận đâu. Khi ấy độ còn ở Phan Thiết, quê của bà. Quên, chưa giới thiệu. Tụi tôi gọi bà là cô hai, bí danh cá khô. Đầy đủ là cô hai cá khô, thế nào không biết, nhưng trong trí nhớ của tôi hình ảnh cô thật dịu dàng, đạo mạo, từ tốn, hòa nhã. Cô dịu dàng từ lời nói đến giọng điệu, trong từng động tác. Tôi có thể nói nhại y cô nhưng không thể hình thành được trên trang viết. Cô ăn chay trường. Độ chưa ra ở với má là do nó đang tầm sư học đạo trong quê. Đàng hoàng lắm cô sẽ cho nó chơi để tụi mày tề chỉnh theo nó. Có đầu con gái mà phá trời sợ. Vậy là cả bọn hóng nó, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Sự tò mò đã lớn ác hết lòng ngưỡng mộ. Đối diện, ngày ấy cũng tới. Thà má nó đừng nói gì về nó, có lẽ sự soi xét sẽ ít đi. Đằng này bọn con gái là Chúa của tò mò và nhiều chuyện đã vì lời tôn vinh kia mà đưa nó lên bàn mổ. Trời ạ, à, ngoài bộ áo nâu, cái đầu để cái ổ cu với trỏng tóc dài ngoẳng. Nó phải vắt qua mang tay thì nó chẳng có nét gì của người chân tu đắc đạo cả. Cả bọn thất vọng. Mà thôi, kệ nó đi. Tụi tôi đâu có ý định tu đâu mà xem xét đạo hạnh của nó làm gì cõi nhân sinh cái cõi ta bà này phật không thu phục được ma thì ma sẽ lôi kéo phật vậy mà mấy ai biết được đâu là phật đâu là ma khi chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài sau khi tiếp cận xong cái lũ tụi tôi kéo nhau đi ra một góc tư vấn cho nhau rằng ê mày thấy sao không như cô hai nói nó chỉ có bộ đồ và cái đầu tóc thôi còn lại chưa thấy gì hơn người. Tao thấy cặp mắt nó lanh và láo liên. Cái miệng nó có vẻ nhiều chuyện cho chẳng vừa đâu. Nhìn hết thì nó cũng được trai, nhưng hiền thì chưa chắc. <laughs> ha ha, tóm lại, độ khá đẹp trai, mắt sáng, trán hơi vuông, đôi tay dài, giấy tay tròn. Có lẽ đây là nét duy nhất để má nó tuyên bố nó có căn tu kiếp trước nó là một vị bồ tát do mắc lỗi nên phải xuống trần sám hối dáng người dong dẫm cao nhanh nhẹn nó nhập bọn với chúng tôi ngay chiều ấy giờ thì bắt đầu không biết ai phật ai ma cái trò leo mái nhà đã bỏ qua lâu rồi chia phe đánh lộn cũng đã xưa cũ rồi ông cai cấm tiệc hai thằng con ẩm nên tôi đã cho anh em nhà nó bảo cả lâm và sửu cả tưng ra rìa rồi nhà bà bình bán đậu hũ tự nhiên qua mét vốn nhà tôi nên ba đứa con bà ánh sáng răng cũng văng xa bà qua năn nỉ cho chơi lại nhưng tôi lờ một phép mà nguyên nhân có khi chỉ tại bà là vì ghẻ rất ác với chị nó chứ thật chẳng liên quan gì đến tôi giờ tôi chơi kiểu khác chơi ném lon hi hi lành mạnh chỉ là la to lon bị bạc người lớn giật mình nhưng xem ra vẫn lành hơn trước sau cô hai chỉ dịu dàng cẩn thận nghe đứa nào đứng lượm lon coi chừng trúng đầu mấy đứa quăng cũng nhẹ tay chút tôi lên tiếng quăng nhẹ không đã mà lon văn không xa sao tụi con lụm lại dép cho kịp? Cô vẫn từ tốn dỗ dành. Hay là chơi trò gì chỉ ngồi thôi, mấy đứa quăng vậy cũng nguy hiểm. Muốn là có, chiều đó tôi bày trò chơi ngồi thôi. Một bộ bài được tương ra, chơi trên thềm nhà của tôi, hơn thua là những tờ giấy vỡ. Đầu tiên chưa biết gì thì chơi bài cào, chỉ đếm rồi tính hơn thua ha hà hóa ra nhầm từ già tới trẻ vào cuộc rồi mới biết độ chơi bài quá sành chẳng hiểu nó học ở đâu trong chùa chắc chắn sư không dạy cô hai kêu nói chậm về cô qua vừa đi vừa réo nó vừa đứng lên vừa dặn nhanh rất tỉnh táo đừng nói với má tao là tao biết chơi bài nha giấu bộ bài đi chơi bài tay ngán, bày qua bài ta. Bộ tứ sắc được đem ra. Món này thì các nhà ai cũng biết. Má nó cũng chơi, tuổi tôi chưa rành. Chơi bài kéo dễ nhất, mấy người cũng chơi được hết. Xui má nó thấy bà la. Chèn ơi, mấy đứa dạy cho độ đánh bài chi vậy? Biết ăn thua sẽ biết hơn thua, sao mà tu được? Nó đang tập tĩnh tâm mà, hình như cô muốn cho con trai trổ tài hay sao á tôi thấy nó rành mọi thứ lần nữa tôi phải chuyển trò chơi lành nhất là kể chuyện nó kể toàn những chuyện kinh dị khi ấy bà nội tôi cũng ngồi nhai trầu và nghe có hôm bà cười thật vui xem ra trò này lành hôm ấy kể chuyện ma lại kèm nói lái tới lượt nó nó tuôn một tràng. Đứa nào trả lời được câu này tao chung một độ. Theo tiếng lóng của tụi tôi, một độ là một bữa ăn chè bông cỏ của hàng cô ấn. Nó hắn giọng đọc. quynser sơ mắng bông sên camayon đê vèm óc măng. Nó đọc như gió, cái kiểu đọc lấu cá, và nó chỉ đọc đến lần ba, không đoán ra kể như thua cuộc mà thua thiệt. Nó dịch. Quăng xơ mít bên sông, con ma gia đem về ăn mót. Vậy là từ đó nó lên mặt đại ca. Vì gì, gì nó cũng ba hoa tán tụng sao không biết. Má nó vẻ tự hào lắm. Thời gian qua nhanh, câu chuyện lại đề cập đến xem phim. Nhà gần rạp hát, phim ngày ấy chiếu thường trực. Một phim cả bọn xem cũng ba bốn lần, nên tiền đâu mà đi nhiều giấy Đã vậy tôi còn đa đoan, kéo theo nguyên bày, cả em úp nhà kèm luôn em úp hàng xóm. Nên chuyện mặc cả với người gắt cửa là thường xuyên. Chị em đang bàn tán, nó làm le, tuyên bố. Tụi mày ngu đi năn nỉ, cho tao quá hả? Khỏi đi. Mày dốc Tao không dốc. Chiều nay tụi mày năng nỉ đi. Xem tao phi vào rạp ngon ơ cho coi. Vậy là chiều đó cả bọn kéo ra rạp. Tôi đang trả giá. Nó mặc chiếc quần đùi màu đỏ, cái áo thung. Lúc này nó không còn để chỏm tóc của sải trong chùa nữa. Cắt ca rê rồi. Nó lần tần đi ra, vẽ rất ngông nghênh dạo qua một vòng, mắt láo liêng hai tay gắt ngang túi quần, nhìn tụi tôi vẻ cao ngạo. Thoát một cái tay nó đẩy nhẹ cửa phòng bán vé, lúc này đã ngưng bán. Lao nhanh vào, hai tay vừa bám lên bậu cửa sổ, nó đã phóng vụt qua, mất dạng. Đó là lối vào cửa hông của phòng chiếu. Trời ơi, kỹ năng này chắc chắn chùa cũng không hề dạy. Tôi thật sự ngưỡng mộ, thầm tính, đám tụi mình không thể bắt chước nó được. Thứ nhất, đó là sự gian trá. Thứ nhì, không thể phóng qua nhanh như vậy. Thôi, kệ nó. Đâu phải cái gì cũng muốn bằng, muốn hơn được đâu. Biết người, lượng ta cho chắc ăn. Ý nghĩ vừa đến đây, tôi giật mình kinh hoảng khi thấy. Từ trong cửa chính, nơi tụi tôi còn đang đứng, tấm màn xám dày cộm được vén lên bên góc một nhân viên xét vé mặt hầm hầm giận dữ một tay đang véo tay kéo tuột một đứa nhỏ mặc quần đùi đỏ từ trong rạp kéo ra vừa đi vừa chửi ầm ĩ hình như nó đau lắm đầu cúi thấp nghiêng hẳn người qua bên tay ôm tay trời đất đó là độ may ra khỏi cửa nhân viên này thả nó ra nó tiêu nghĩu cắm mặt đi một hơi về tụi tôi cũng không còn hứng xem phim nên cũng theo kẻ bại trận ra về từ đó nó không còn ba hoa nữa nhưng má nó thì vẫn một lòng ca tụng bà đâu biết được nó như thế nào ôi cũng không trách độ được nó còn nhỏ mà sao đòi hỏi ở nó một sự khổ hạnh một thái độ của người xuất gia được và cũng từ đó những điều thuyết giảng của cô hai đã không còn thu hút được bọn tôi và cả độ nó lộ tất cả các sở thích và hiểu biết của nó đánh bài dạo cả xóm chơi với tụi tôi chỉ ăn giấy chứ giờ là tiền trên môi phì phèo điếu thuốc nó theo cái xóm sau chứ trò chơi trẻ con như tụi tôi không hấp dẫn nó nữa tội một điều nó quá tinh ranh nên má nó chưa đánh giá được con mình. Chờ má nó đi chợ, ở nhà nó mới trổ tài. Chị nó nghe chỉ là con nuôi, xin nuôi để cầu tự. Cầu ra nó, thấy và biết, nhưng nói má nó không chịu tin. Lại nghĩ chị đang cố tranh giành gia sản. Vậy rồi nó trượt dài khi vỡ lỡ, má nó chỉ còn nước mắt nó nghiện ma túy ngày ấy không gọi ma túy mà là xì ke bởi vì nguyên xóm sau có dãy nhà chuyên cho thuê người thuê là khách thập phương là dân tứ chiến cả gái buôn hương thuê trọ nên chuyện ma cô thấp thoáng là đương nhiên thỉnh thoảng quân cảnh cũng vào bố rắp lính tráng vi phạm từ đó bạch phiến có hùng quăng đầy con hẻm độ hư cũng phải bà đành giao công việc làm ăn cho chị nó sau khi đã gửi nó về lại quê nhà về lại chùa nhưng lần này sư bó tay sau một năm giáo huấn bà về để quản lý nó đoàn kết sau khi nhận cơ ngơi của má nuôi chị nó dời đi nơi khác tụi tôi biết nhà vì cũng gần thường qua lại chơi với chị lâu lâu cũng nghe tin tức về độ ba năm sau câu chuyện về nhân vật này đành khép lại với đoàn kết quá bi thương độ vẫn bê tha sức má nó không đủ để đu bám theo dù bà cũng đã cố gắng vật vã cùng nó ngày tìm đêm kiếm lùm sụp khắp nơi khi đã quá khuya mà con chưa về đứa con trai duy nhất mà bà đặt hết kỳ vọng vào nó là kiếp sâu của vị bồ tát nào đó đã mượn cửa phúc đức nhà bà Gián trần nên nhiều khi đây là nghiệp chướng nó cần trả và cũng là nghiệp duyên của bà bà phải độ cho nó trọn kiếp này nó đi qua đêm nó đi liền mấy ngày đêm cuối cùng bà đành bất lực buông tay chỉ còn biết ăn chay niệm phật hôm sớm kể kinh cầu sự yên lành cho nó hôm ấy độ đi đã bốn hôm rồi có ghé nhà một lần xin má ít tiền nói là trả cho bạn rồi về ngay má nó dặn với theo nhớ về phụ má dọn nhà tết đến nơi rồi nghe dạ tiếng dạ kéo dài xa dần theo bước chân của nó bà chờ chờ và hôm nay đã là ba mươi tết bà một mình dọn dẹp nhà cửa khâu cuối cùng chờ nó là lâu lại kệ thờ hoa trái bà đã lo xong nhưng càng chờ càng mất thôi thì không chờ nữa bà làm luôn cũng rước ông bà xong chưa thấy bà ngậm ngùi ăn một mình thu dọn thật gọn để phần cho nó lại đi ra đi vào thấp thỏm nó vẫn chưa về đến giờ tụng kinh bà đành đóng cửa nhà lên gác lo kinh kệ nhưng cảm thấy bất an xong lại ra lại vào ngoài đường vắng hoe khuya rồi mở cửa sổ nhìn ra phố nhìn gần nhìn xa không thấy ai giống nó cảm giác bất an bồn chồn nôn nao trong dạ lại xuất hiện nhịp tim bị lỗi đôi lần rồi có một đám đông cũng chừng năm sáu người xôn xao nơi góc đường, hơi xa. Bà cố nhìn nhưng cũng chẳng thấy rõ được, nên cũng đâu biết chuyện gì. Bà ngậm ngùi chuẩn bị cúng giao thừa. Đêm cuối năm, trời tối đen. Cũng phải, đã nói tối như đêm ba mươi mà. Bà chật rơi nước mắt. Đời bà lẽ nào cũng đen tối vậy sao? có mỗi đứa con trai nói giỏi, không thì nó quy y cũng tốt. Giờ chẳng biết nó sẽ là gì khi mà cửa Phật cũng xa mà cửa nhà cũng không về. Nước mắt bà lăn dài trên đôi má, nhăn nheo cằn cỗi. Bà buông tiếng thở dài thường thường. Tiền bạc bao năm tích cóp, giờ liệu có ý nghĩa gì khi từng ngày bà khô héo với con? khi tương lai của nó chẳng biết về đâu giấc ngủ không đến với bà qua giao thừa ngày xuân hầu như không còn rộn ràng nữa ngoài đường hơi vắng chỉ lũ trẻ con xôn xao cùng tiếng pháo vang vang trời hãy còn sớm chợt có tiếng gọi có chủ nhà không mở cửa ờ hen buồn quá bà quên mở cửa đón xuân bước vội ra bà lên tiếng trong lòng không khỏi thắc mắc ai mà chúc tết sớm vậy không biết nghe rồi chờ chút cửa mở bà chợt run rẩy hai chân quíu vào nhau không cất nổi lời chào khi khách đến là cảnh sát liên gia trưởng và hai người nữa Tình như xét đánh ngang tai bà được báo và mời đi nhận diện nhận xác của con trai mình đêm qua đã xảy ra án mạng ở góc phố gần nhà nạn nhân chính là độ vậy là hồi tối chính bà nhìn thấy nhóm này mà không thể nào ngờ được núm ruột của bà bị đánh tới chết ở đâu đó và xác được bỏ lại ở góc đường độ đứa con duy nhất của bà là máu thịt và cả nước mắt của bà đã dừng lại ở tuổi 17. Bà ngất liềm. Chuyện đã ngót 55 năm. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ, nhớ thật rõ câu chuyện, hình dáng, lẫn nét mặt của các nhân vật, của những người sống quanh tôi ngày ấy. Một quãng đời niên thiếu khá sôi động. Trong chừng mực nào đó, tôi thầm cảm ơn cô hai cá khô, tuy không cầm tay đưa tôi đến cửa Phật, nhưng những gì tôi nghe tôi thấy từ cô đã hình thành trong tôi những ý niệm đầu tiên về đức tin về sự tín ngưỡng nay trong niềm tin đó tôi cầu cho hương linh của cô của độ được phiêu diêu miền lạc cảnh